Tại sao không kết hợp du lịch và chụp ảnh cưới ngay tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam? Hana Wedding Studio ảnh cưới có dịch vụ tốt nhất thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa đón tận sân bay, tư vấn các dịch vụ, chọn váy cưới, make up, tạo dáng phù hợp, giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chi tiết xem ngay tại mô tả dưới video này. Shop Việt, làm nhà nước 17 năm, khởi nghiệp ở tuổi 39 và từng bị bố mẹ mắng vì xui vợ bỏ giảng viên để đi kinh doanh. Shark Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Intracom đã có những chia sẻ về quá trình khởi nghiệp, về việc chọn lựa đầu tư trong Shark Tank Việt Nam và cả chuyện khuyên vợ bỏ nghề giáo để làm kinh doanh, tiện cho việc chăm sóc con. Tại sự kiện Shark Tank Forum mới diễn ra vào ngày 17 tháng 11 vừa qua, Shark Việt đã tiết lộ những bí mật chưa từng được nhắc tới. Từng bị bố mẹ mắng một buổi vì khuyên vợ bỏ nghề giáo viên để đi làm kinh doanh. Trong panel nhiều diễn giả khác, Shark Việt cho biết ông có thói quen đọc sách. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc sách theo kiểu đếm chữ thì ai cũng đọc được. Theo ông, quan trọng là hiểu được ý của người viết mà tác giả không viết trong sách. Công nghệ gì thì công nghệ, nhưng đọc sách sẽ giúp hiểu được văn hóa. Dù hiện giờ đã có ngày doanh nhân, nhưng thực ra từ trước đến giờ, vai trò của doanh nhân trong mắt kẻ sĩ là rất thấp. Mọi người thường hay nghĩ là kẻ trợ, Shark Việt nói. Shark Việt cũng từng tranh luận với một nhà sử học vì ông cho rằng vai trò của doanh nhân bị đánh giá thấp. Trong một câu chuyện khác liên quan đến vai trò của doanh nhân, Shark Việt kể, năm 1990, khi ông còn làm ở Thủy điện Sông Đà, khi đó vợ ông là giảng viên một trường ngoại ngữ và phải dạy thêm. Tôi khuyên vợ tôi là bỏ việc, làm một doanh nghiệp nào đó để nuôi con, vì hai vợ chồng cùng đi làm thì con sẽ hỏng. Và bố mẹ tôi đã nói tôi một buổi chiều, vì sao lại bảo vợ bỏ nghề đi làm kinh doanh, Shark Việt kể. Theo ông, đó là ý thức hệ và các bạn startup cần phải làm để thay đổi suy nghĩ về người doanh nhân và tôn trọng những người làm kinh doanh. Khởi nghiệp ở tuổi 39 khi đã làm nhà nước 17 năm. Khi người điều phối đưa ra câu hỏi vì sao Shark Việt lại khởi nghiệp ở tuổi 39, lúc đó ông đã có gần 20 năm gắn bó với doanh nghiệp nhà nước, Shark Việt cho biết ông hợp với kinh tế tư nhân. Vì khi quyết định gì đấy thì phải đưa ra rất nhanh. Làm doanh nghiệp nhà nước, nếu lãnh đạo làm có lợi 100 tỷ đồng thì chỉ được một bằng khen. Nhưng nếu làm sai phạm, có thể vài triệu thì có thể bị cách chức hay kỷ luật. Người lãnh đạo như vậy rất khổ tâm, Shark Việt lý giải. Thêm vào đó, những quyết định trong chốc lát có thể rất dở. Nhưng bàn nhiều thì loãng, bàn nhiều thì lộ, mất chiêu trò kinh doanh và ông thấy mình cần có quyết định. Nhiều người nghĩ vốn là quan trọng, nhưng quyết định và không bỏ lỡ cơ hội tại thời điểm mấu chốt là rất quan trọng, Shark Việt nhấn mạnh. Khi được hỏi về khẩu vị đầu tư, Shark Nguyễn Thanh Việt cho rằng mỗi người có khẩu vị khác nhau, có người thích ăn cay, người thích ăn mặn và vị cá mập này nhìn các startup cũng ở khía cạnh khác. Chẳng hạn như anh Khỏe, startup nhiệt mặt trời thì rất đam mê. Anh Cần, startup bán bánh chuối, dù thất bại nhưng đam mê không bao giờ tắt. Hay bạn Diệu, startup về đồ bảo hộ lao động, kinh doanh đơn giản nhưng khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, Shark Việt cho rằng trước đó có thể nhà đầu tư không biết startup là người thế nào, nhưng khi về với nhau rồi thì phải thay đổi quản trị. Khó nhất của doanh nghiệp là 3 vấn đề: tiền, tài sản công nghệ và quản lý con người. Ngân hàng sở dĩ không cho vay thì họ không thấy startup có những gì. Theo vị cá mập này, khi startup thành công thì nhà đầu tư buông tay ra. Nhà đầu tư giống như người dẫn trẻ, người đi trước dắt người đi sau. Thành công của nhà đầu tư không phải vì bao nhiêu tiền mà là các startup thành công bao nhiêu, Shark Việt nhận định. Thích sờ tận tay, dày tận trán. Khi người điều phối nhắc đến hình ảnh Shark Việt đeo kính, mặc đồ đen, đi theo sau cũng là hai người mặc đồ đen bước vào nhà bạn Diệu, founder của CDTS về đồ bảo hộ lao động, để kiểm tra, Shark Việt cho rằng ông thích sờ tận tay, dày tận trán. Tôi hợp tác với nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2014 họ làm tốt, năm 2015 mình không đến, có thể họ làm không tốt. Nếu cứ ký hợp đồng khi doanh nghiệp đang đi xuống thì rất nguy hiểm, phải bất ngờ chính xác. Quan trọng là làm có thật không, làm thật thì mới bàn thật được, Shark Việt nói. Theo vị cá mập này, đã đi làm doanh nghiệp thì phải theo sát. Cần thiết, đang mặc com lê cũng có thể tháo bỏ, ăn mặc như công nhân bình thường. Có làm như thế mới biết người ta khổ như thế nào, cứ ngồi trên bàn giấy thì không hiểu được, Shark Việt nói thêm. Tư thế trần theo trí thức trẻ, Đục Đào TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!